phòng, không phải là đầu là phần tự do. Nó nói với nhau và cái liên kết là những cái dây nói với phần nguyên tử là oxy, hoặc là carbon, hoặc là nitơn, hoặc là lưu. Thì cái này một hồi ở từng nhóm học giống thì sẽ thấy rõ. Ví dụ như nếu cái dây nói mà nói với cái này thì thường người ta nói là đây là cái dây nói liquid mà thường gặp nhất trong tất cả các nhóm học giống liquid. Này thường gặp nhất. Cái này thì nó sẽ bền vững nhất, nghĩa là nó khó bị phỉ phồng. Cái này thì đã gặp, nhưng mà nếu những cái nhóm vật chất nào mà dây nói nó bởi nó ở cái này thì nó sẽ có khả năng kháng ung thư tốt. Còn nếu như dây nói này thì chị sẽ gặp cho một số cái họ và khi các chị ăn chị thấy nó có cái mùi hơi hắc hắc, mùi giống như mùi lạc wasabi, nghĩa là thường gặp cho họ cải, nghĩa là lùn ha. Thì cái tính kháng khuẩn của nó cũng tương đối là tốt, kháng khuẩn kháng hồ siêu mạnh tốt. Ví dụ chị sẽ có cái ví dụ nha, chị sẽ có phần đường liên kết với phần tự do là phần này, bởi nguyên tử là carbon, dây nói nó là carbon là nói với phần đường. Vậy thì ví dụ chị sẽ gặp cái thứ này, cái này là gì, gặp ở trong điều luyện nào trong cả bốn mươi chát chị học rồi hả? Đúng rồi, đây là một double x, chị học trong điều luyện trước cả bốn mươi chát, đó là cát đan hay là sáng dày hả? Nó có tác dụng trên tim mạch đó, fullerenin. Vậy thì phần này chính là phần tự do, phần này nó sẽ quyết định tác dụng dược lý của nhóm hợp chất này, chính là tác dụng dược lý của nhóm hợp chất là volatil mà một chị sẽ học trong vật lý. Còn phần này là phần đường. Vậy thì trong công thức của một nhóm hợp chất glycosid nó luôn luôn gắn với đường, đây là dạng kết hợp vừa có đường vừa có phần tự do. Vậy thì vì nó có gắn với đường cho nên là cái nhóm hợp chất này nó sẽ tan trong vòng một phần cực, vì đường nó sẽ quyết định độ tan. Thường á, học hồi trung cấp hoặc cao đẳng chỉ học về nhóm tác dụng dược lý thì người ta chỉ nói phần tự do không ạ, có nghĩa là người ta cắt cái phần đường ra. Vậy thì cái phần tự do đó thì nó sẽ quyết định về tác dụng dược lý của nhóm hợp chất. Ví dụ như phần tự do của glavolid thì nó sẽ thể hiện tác dụng của glavol ha. Rồi đây chị cũng có đây một cái nó tên valuin, nó chỉ có trong cây nha đam hay là lô hỏi ha. Đây là đường, đây là phần tự do, đây chính là nó antra antraquinone hay là antraglycosid, chính là nhóm tác dụng nhuận tẩy. Tuy nhiên trong cái nhóm hợp chất thì anh chị cũng nên quan tâm với hai nhóm hợp chất là cái tên gọi của nó sẽ khác nhau chỗ này. Sợ thì nói luôn là ý kiến mà bố mẹ đi chọn là có hỏi á. Ví dụ nha, antraquinone hay là antraglycosid hay là antranoic nó sẽ giống nhau. Nhưng khi người ta gọi cái tên là antraglycosid hay là antranoic, có nghĩa là người ta muốn nói cái phân tử antra này nó ở dạng kết hợp, nghĩa là trong công thức của nó sẽ có đường và phần tự do luôn, có gắn với đường. Còn nếu như mình dùng cái tên gọi là antraquinone, có nghĩa là nhóm hợp chất này người ta chỉ nói cái phần tự do thôi, có nghĩa là người ta cắt cái phần đường ra, người ta chỉ nói cái phần tự do thôi. Tương tự saponin cũng vậy, saponin hay còn gọi là sabonosid, saponin hay còn gọi là sabonosid, có nghĩa là trong công thức của nó